ra cái đường ở bên trước này. Đức đuôi xích rồi các bạn.
chiếc xe đã bò lên tới đỉnh dốc rồi các bạn. Đấy như nhũ như lúc sáng ấy là cái bùn bùn nó trôi. Mạng bò đó, mạng bò. Đây không gì hết đây. Mạng bò đang tăng ra đây, cầm đi cho anh đọc chi. Được đây. Tụt chi? Tụt quả. Cái chắc mấy tụt chi. Cha con gì đi cho nó khỏe. Đâu mới tụt, ở đây đó tụt đâu. Bỏ luôn con vậy cho đây chứ con bò nó nặng cái đít nữa cơ. Còn ra kia, cho cha con gì đi. Mấy cầm dư này. Các bạn quay. Đây là đoạn đường chiếc xe đã đi qua các bạn. À, ra đâu không được. Nói chung là ở đây như này chứ bọn ngoài Bắc mà nó xem vào cái cảnh chung cái này nó tầm này như này. Mô, bác không có đường này. Nó vào được cái mạng của mấy ông này là cái gì kỳ mà lấy được.